pop, just put a new batch of oil in, and it's... I'm here 2 minutes, that's it. I don't need to put it. Oh, well, you turn on the machine in about 2 minutes, put the oil in, and then put the corn in, and you're just ready to pop. Yeah. 에이, 그 뭔 라임 모양이 야, 너무 야. 뭔가 황금. 예, 이제 나... Bây giờ là bộ kinh doanh rồi đó nha. Hiểu biết rồi mới kinh doanh được. Đã quá à. Con ăn chưa? Olivia ăn chưa? Chị rắc đi, em bỏ dầu vô. Này chắc hai người quá, một người là không kịp á. Là không kịp bán á. Không kịp ấy, thì đem máy ra nữa. Thôi đủ à. Bài cho nhiều, anh dẹp cũng mệt. Đúng rồi, đúng rồi. Em là sợ lắm á, bây giờ ở nhà hồi đó bày quá, bây giờ em sợ. Giống chủng vậy.